Hold up. Mình buồn quá trời ơi, Tết rồi mà không được đốt pháo bông gì hết. Hồi đó mình nhớ mình còn nhỏ mình được đốt pháo bông cái kiểu đồ. Bây giờ lớn rồi, công an cấm đốt pháo rồi, giờ mình làm sao đây? Làm sao để chơi đây? Buồn quá. Buồn quá. Để mình gọi điện thoại cho Bu rồi, Bu rình rồi, nó có gì gấp vui cho mình không? Alo, ghen. Alo, nghe chú ơi. Em đang ở đâu vậy? À, em đang ở nhà, anh có kiếm em có việc gì không? Em đang ở nhà hả, Buren? Em đang ở nhà. Rồi anh tìm em có việc gì không? Anh buồn quá à, em có gì chơi không? Giới thiệu anh chơi với. Để em tí, để em bắn qua nhà anh liền. Nè, qua nhà anh lẹ đây. Rồi. Ê, ở đâu bay qua hay vậy? Rồi. Đâu bay ra lẹ vậy? Sao? Dạo này có chuyện gì mà buồn than thở dữ vậy? Trời ơi, anh hồi nhỏ được đốt pháo bông các kiểu rồi, giờ lớn rồi không cho bắn pháo bông rồi. Gặp năm nay không có bắn pháo bông giao thừa nữa chứ. Anh giờ anh muốn chơi pháo quá à. Em có gì vui pháo gì liên quan pháo không? Được anh rồi. Chơi ở ngoài đời không được, giờ phải okay. Chơi trong game nè. Thì thì người ta nói cũng đúng, mình không nên đốt pháo ở ngoài đời, anh hiểu không? Tại vì cái đó rất là nguy hiểm, nó có thể nổ những cái phần mà trên cơ thể chúng ta nên là rất là nguy hiểm. Nhưng không, quan trọng là người ta sợ cháy nhà đó. Hồi đó rồi, thì dưới quê á chơi bình thường, giờ lớn lên thành phố không được chơi đó nữa. Buồn. Rồi để em tí, để em 5 phút, em xuống em làm cái là có liền. Đâu ghê vậy? Xuống đâu vậy? Ui. Ủa thanh niên nó trốn đâu rồi? Rồi xong rồi. Mới đi có vòng xong rồi lại. Ok, em mới set up xong một cuộc chiến đại chiến thuốc nổ. Anh có muốn chơi không? Em cũng Doraemon quá, em biến một vòng là cái gì cũng có luôn. Nhưng mà bây giờ thì hai tụi mình chơi hơi chán, em nghĩ là nên gọi thêm. Giờ anh gọi điện thoại cho đi với Mark đi. Giờ anh gọi điện thoại cho để anh gọi điện thoại cho thằng Mark, em gọi điện thoại cho Jin đây nha. Ok. Alo Mark ơi. Alo, em nghe anh. Vụ gì anh? Em Buren mới nghĩ ra một cái trò chơi là đại chiến gì quên à Buren. Đại chiến thuốc nổ. À, đại chiến thuốc nổ, em rảnh không? Qua nhà của Bugong gấp đi, tụi mình chơi. Ủa, nhà nước cấm đốt pháo mà anh? Dù gì vậy? Không, Bugong chơi ở trong game chứ không phải ngoài đời. Em tưởng qua đánh đốt pháo nhà Bugong, em xin lỗi, em tưởng vậy, ok. Rồi, kêu ngủ thêm, da đen. Ok. Alo, Jenny hả? Alo, Jenny ơi. Nó buồn lắm á. Alo, Jenny ơi, alo. Ok, để em đi tìm. Ô, Jenny không phải. Jenny ơi. Gì ô trên này ông có rảnh không? Ông qua đây nè, tôi mới tạo ra một cái trò chơi mới nè, qua đốt pháo chung với tụi tôi. Đốt pháo à? Ông biết bố tôi là ai không? Ông ơi, bố ông là cán bộ thôi. Ông biết bố tôi ông đốt đâu nhờ? Không bán phát. Thôi cho xin lỗi nha, cho xin lỗi nha ông. Bye bye, hẹn ông sau Tết nha, bye bye. Alo Bảo ơi, alo Bảo nghe gì không? Đâu tìm á? Bảo rảnh không qua chơi tụi tôi nè. Tụi tôi rảnh. Mới tạo ra một cái trò chơi đốt pháo nè. Qua liền. Ủa lẹ dữ hả? Mặt mặc đâu? Ủa chú mặc đâu? Cái chỗ nào mà có trò chơi vui là biến qua liền à. Ừ mặc qua liền luôn rồi. Ok. Thì bây giờ thì chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Mọi người đứng đi. Chơi đi Bu ơi, nói nhiều quá à. Ok thì Bu sẽ phổ biến trên đây thì đây là những quả pháo chúng ta có thể chơi được. Với cái gọi như là nó mục đích là rất là an toàn thôi, nó vẫn là nổ nhưng mà nó an toàn nổ mà nổ chơi thôi chứ nổ banh thành phố đúng không? Còn hả, nếu mà muốn chơi nổ banh thành phố thì cứ liên hệ em sẽ cho mình đây nổ banh thành phố vô vui thôi, chơi vui thôi. Rồi nhớ kỹ nha, đây là những quả pháo rồi. Bye bye mập. Tổ quốc sẽ ghi ra. Alo, gia đình của Mac hả? Cho hỏi có phải gia đình của Mac không? Hiện tại là Mac đã ra đi với các bụi rồi. Cảm ơn con nha. Tốt cơm. Rồi đây là những quả pháo mà chúng ta có thể chơi được. Thì cái map này là Dynamite World, có nghĩa là cuộc chiến thuốc nổ. Dịch năm nay là vậy. Đại chiến thuốc nổ. Đại chiến thuốc nổ. Rồi thì sẽ có chia ra là 5 trận. Còn một trận đấu thì đội hai bên chia người như thế nào thì tùy mọi người. Nhưng mà anh với Bu đi. Rồi ok. Cho em màu xanh với màu đỏ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đỏ.
đáng lẽ là hai xanh, nhưng mà thôi kệ đi, hai xanh đỏ cho nó may mắn. Ôi hên ha, nhà con của Jenny là con của cán bộ nên nó không được vô chơi ha, chứ thôi là nổ phanh lẻ tim rồi. Ok rồi à, bây giờ thì em không đặt những quả pháo ở trên chỗ đó trước, mà là vô, sau khi vô thì tụi mình phải bàn bạc hỏi coi xem coi trận đó chúng ta chơi như thế nào. Dạng như là trận đó vô đi nói nhiều quá trời. Okay. Ơi anh buồn mà nói nhiều quá. Rồi qua đây nào. Thì bơi quần mát đúng không? Rồi bây giờ chọn em đội đi. Tôi là gấu. Chuối muốn chọn đội nào? À dĩ nhiên là Tết anh phải chọn đội đỏ rồi. Thôi vậy đi qua kia mập ấy lộn thằng đi da đen. Rồi đi. Rồi. Ok, let's go. Thế cô tính ra là em màu xanh với Mark, anh màu đỏ với thằng Zeroth không nè? Thì đổi đi. Thôi biến đổi đi. Thôi bây giờ nhớ là đi qua cái tấm thảm này nha. Ok, anh đi qua rồi. Từng người thôi, từng người thôi. Một đúng không? Ok. Vô. Ôi, chiếc thuyền. Ủa, mình chơi chiếc thuyền rồi. Rồi, bây giờ mọi người ở chừng một rồi phải không? Rồi bây giờ là thể lệ là phải tiêu diệt được hai thằng, nói chung là last man down á. Ok. Thì sao bắn đây? Bây giờ thì mọi người chỉnh về chế độ sáng tạo. Đó, bây giờ chọn pháo, vậy như là giao kèo coi là trận này chơi pháo gì. Pháo lightning. Rồi bây giờ nè, em yêu cầu là 5 chép dynamite thường, có ai muốn không? Ok, 5 chép dynamite thường. Rồi tiếp theo là 1 trái 20. Một okay. Trái 20, ok. Rồi với lại trái 20 á. Cây chứ. Ok. Với lại hai trái around, nó gần cái cây màu vàng sáng tới cuối á. Cái around á, cái màu around rồi. Ok. Arrow á. Mũi tên. Dạ đúng rồi, tại vì hai trái đi. Ok, hai trái. Với lại một trái lửa. Mũi tên đúng không? Một trái lửa ở hàng thứ hai. Cái lửa hàng thứ hai, Fire Dynamite, ok. Rồi, xong rồi đó. Rồi bây giờ tất cả mọi người chỉnh về game sinh tồn nha. Ok. Rồi, chuẩn bị chưa? Phá bức tường là chúng ta. Bây giờ em với anh phá bức tường là sẽ thấy đối phương. Nhưng mà em sẽ chỉ anh nè. Bây giờ mình... Chiến thuật đi. Chiến thuật của em là bây giờ mình lấy pháo, mình chọi lên cây này để lấy gỗ. Sau đó mình thả qua kiếm, qua bển băm tụi nó. Ok, được mình là giờ mày đập gỗ đấy, khước thiệt mày tạo qua kiếm cho mình. Ờ đúng rồi, khỏi cần ném. Khỏi tốn, tiền. Anh nghĩ là chiến thuật của nó hay hơn đó mùa mình. Không, chỉ là... Tao biết mày đập gỗ ra rồi. Ok, được rồi, chuối em tạo ra nè. Giờ quăng kiếm đá không? Cỏ luôn. Mình rồi phải ra... Mát, đi ra ngoài bây giờ đầu, đầu bây giờ nếu mà bây giờ muốn có lý luôn thôi okay. Em nghĩ là rồi giờ tụi bay có chơi TNT không vậy? Có chứ, bây giờ cái gì cũng từ từ. Ta cảm thấy là ta thích mày rồi đó bảo không, đừng có sợ chuối, em sẽ cover cho anh. Ok, bây giờ em qua em lấy đồ đá trước, anh đừng lo, đợi em tí nha. Ok, giờ mình lặn qua bên đó đúng không? Đi qua đây vô bảo ơi, đi ơi. Chúng bây giờ quăng TNT vô đầu nó bố. Ê, lùi ra, tụi nó chơi dơ lắm. Ok. Tụi nó gì? Lắm mua, lắm bắt ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bảo nó chết rồi. Em còn bé. Còn bé. Em còn sâu. Em còn sâu. Rồi. Rồi. rồi, một anh thắng nha, team anh thắng nha. Rồi bây giờ là vậy là đỏ đỏ một và màu xanh thua, nói chung là màu xanh không có phải không? Rồi bây giờ qua trận 2 nè. Coi nha. Ê đồ anh chưa xài. Đi, còn lại mà. Rồi qua trận 2 đi, qua trận 2 đi. Mấy cái bơm đó đúng không? Hả? Khác. Cái khác bây giờ là bàn tiếp, giờ qua trận 2 nè. Rồi. Ôi, hồi nãy quăng trái tên kia ra làm mũi tên bung ra hả? Ừ. Nãy em qua em bị tử luôn mà. Rồi bây giờ ý mọi người sao nè? Một trái 20 đi. Còn cung tên lấy 1 trái thôi, Rồi rồi 5 quả dynamite. Ok. 1 trái nữa. Dynamite mấy? Thuộc nó thường á. 5 dynamite thường.
Đúng rồi. Một cái cung. Gọi gì nữa? Một lửa 120. Một lửa 120. Gọi gì nữa? Dạ, combat á, cái mà bên bên phải trên cùng á. Rồi, combat rồi. Năm trái. Thôi xong vô quất đi. Rồi vô. Combat đó là cái gì vậy? Cái đó là dạng như là nó nổ ra đi tính. Giờ ông quăng vô tường ông sẽ biết, ông quăng vô tường ông sẽ biết. Trời ơi, đâu phải bấm bố bấm. Rồi lấy gỗ, lấy gỗ, chuối lấy gỗ. Thôi chuẩn đi. Chơi luôn hả? Ừ, chơi luôn. Sơn chuối. Tao làm sao mày làm cái tay em hết. Ok ok. Bình tĩnh chuối, bình tĩnh đi chuối. Làm. Bình tĩnh chuối, em qua giúp anh nè. Bây giờ anh không có cái cúp, anh cũng đâu qua giết được tụi nó. Anh phải đợi em một tí. Từ từ. Đừng có để tụi nó thấy tên nha chuối. Bết nổ rồi kìa. Anh quăng coi tường nó cội nó nổ banh rồi kìa. Để em thấy em sắp tới rồi. Nó tấn công nha. Rồi. Cô vô anh. Cẩn thận nha. Chết kìa. Cẩn thận nha. Anh bán mày xem đi bán em. Nó chết cà phu ơi, anh thấy nó rồi. Không sao. Ok, được rồi. Giờ em quăng một trái lửa vô nhà nó trước. Một trái vô ra banh nhà nó nè. Ê, ê, có tên rồi. Ai? Ai? Chạy chỗ. Thôi, cái tên là tên Arao nó lắc kinh luôn. Anh hết bơm rồi, vua ơi. Đây, lên. Ôi, nó xuống rồi anh, cẩn thận nha. Còn mát rồi, từ, nó phế vải. Ông mập nó chứ ghen lắm. Mập đâu rồi? Ông mập kia. Em không kia. Ôi trời, má ơi, nó chọi trái 20 qua kìa. Em không kia. Em không nó xuống dưới kìa. Để em xuống quốc nó luôn. Quỷ bảo không làm kiếm cho tao. Yeah, mình win 2 trận rồi bố ơi. Đâu rồi. Ok, kill đi. Kill đi chuối, kill đi. Lia đồ luôn. Ok, qua trận 3 nè. lấy gì lại đây, làm tại đây anh em. Ok. À, trận 3, 10 trái Dynamite. 10 trái Dynamite, ok, 10 trái rồi. Rồi, một trái Lightning, là sấm sét á. Lightning số mấy, Lightning. Dưới cùng, cái cuối. Rồi, à... Rồi, à... 5 trái Cubic. cái sọc á. Rồi, tôi biết hàng thứ 3, thấy rồi, gọi gì nữa? Một năm cái trái hả? Một cái spiral. Nắm đâu? Cái nói sao ta, ở hàng cuối, cái thứ 2. Rồi, mấy trái spiral? Spiral một trái thôi. Rồi. Chơi thêm cái gì ta? Rồi, đủ rồi. Ok, chơi đủ rồi. Vô. Đủ bấm, thứ 3, trực thứ 3 nha. Rồi, quất. Ôi, chết nào vậy? Gì vậy? Vô quất liền, phu. Trời chuối. Bình tĩnh nào. Trời ơi, hôm nay anh làm gì anh sung dữ vậy? Ôi, tới rồi. Tới rồi, con bạn không cho nên bao đâu. Phát ơi, phát chừng. Ê, anh quên, cho đang chỉnh chế độ sáng tạo. Về. Dạ, không bao cái gì. Không chỉnh chế độ sáng tạo. Cẩn thận nha, chuối. Lôi. Đừng. Để em. Rồi, mở được rồi. Cho một trái lightning cho nó té giếng nó luôn. Đó rồi. Ê! Nó thấy em rồi. Chạy chui. Rồi, mình thua rồi. Kìa, Bảo. Rồi. Ê, mình thua rồi. Bảo ơi, cố lên. Vậy là... Thắng rồi, vậy qua trận 4 rồi. Ủa, thắng à? 2-1 rồi. Yes! 2-1 rồi. 2-1 rồi. Nó thắng được trận rồi, giờ trận này chết. 2-1 rồi. Lẹ đi. Trời, lẹ quá anh chị, anh bình tĩnh, mình qua trận 4 nè. Nè, trận 4 chưa lấy gì mà, qua trận 4 rồi. Ờ thì qua trước mới lấy. Điều. Rồi bây giờ sao? À, một trái 20. Rồi, hai trái lửa. Rồi một cái combat. Cái dài trên cùng mà bên phải á. Rồi với lại một cái around đi. Cung tên á, cung tên. Rồi với lại gì nữa ta? Hết rồi phải không? Lấy thêm không? 5 trái. Năm trái đành năm mai. Rồi vô. Vô bấm bu. Từ chuối. Bấm.
rồi. Nóng cái cống. Ôi, chú gì nó ném qua đây rồi. Ghê hả? Qua! Nó chơi ném từ xa kìa. Mày nó bưởi. Chơi chiến thuật đi bà Bu ơi. Rồi rồi. Má, lấy ra. Chú qua đây nó nghe nè. Ờ đúng rồi, chỗ của anh á, từ từ. Đúng rồi, anh hiểu ý em rồi đó. Chiến thuật nha. Em qua, để em qua. Được, đi ship, đúng rồi, đi ship. Rồi em ta ship hết nha. Oh man. Thấy rồi. À. Nó qua mình rồi, bảo. Không sao. Ai nó băng ở dưới qua kìa. Ai coi chừng. Ê chuối chạy chuối đừng. Ê nhảy xuống lửa. Nhảy xuống nước. À. Bảo à. Mày ơi. Bảo à. Bảo chết rồi. Cố lên chuối chạy đừng chuối. Làm sao anh kìa. Tới bên anh luôn. Giờ em với anh phải ê Zeros chỉ đứng xem thôi nha, không có chơi bậy bạ nha. Anh bắn cung anh á. Con mũi tên con xương kìa. Mấy con xương á. Ôi làm sao mà thằng mập nó leo lên chảnh được hay vậy ta? Nó nhảy lên. Lên chuối từ từ. Anh có gỗ không? Mình phải chiến thuật phù à. Bây giờ em phải lên thuyền của tụi nó trước đã rồi mới leo lên. Đã chiếm thì mình lên bắp quá mà lấy chiếm thì tụi nó mà bắp ngùng. Nè chuối, nè từ từ. Bắp em rồi, ấy sorry. Ôi mày. Anh quay lại bu. Thôi cái này chơi là phải chơi đúng rồi. Bu chết rồi, bu chết rồi. Bu chết rồi. Ok fine. Cố lên chuối ơi, cố lên. Ai có chỗ là bị bắn. Ăn bập nó khôn liền chứ. Lấy cái tay tôi đập một cục vàng. Ê, thằng nào đánh anh á? Thằng kia tình đó ba. Rồi, vậy hai đều rồi. Ủa, chú chết rồi hả? Rồi, chuẩn cuối quyết định nè chú, anh em. Vậy thôi, chuẩn cuối chơi một quả Meteorial đi. Meteorial. Rồi với lại 5 trái TNT, 5 trái Dynamite á. Với lại một trái vi sinh đi. Một trái vi sinh. Ủa gì vậy? Chờ tí bôi, đọc lại 5 trái Dynamite. Rồi. Một cái Meteor. Rồi với lại một trái băng. Một trái băng. Cái VG á. Hàng máy, em đọc hàng máy cái máy đi. À ok, bây giờ là hàng thứ 3, cái thứ 5. Cái băng là cái nào? Cái băng. Rồi, năm cái đầu tiên, năm cái đầu tiên. Rồi. Rồi một cái hàng thứ 2, cái thứ 4. Rồi. Rồi thử chơi hòn đảo nha anh em. Một cái gì? Cái hàng thứ 3, cái cuối cùng. Rồi. Rồi với lại hai trái 20. Rồi đó. Với lại một bộ giáp sắt. Gì kỳ vậy? Chơi trận cuối nó hay hơn, nó lâu hơn. Một bộ giáp sắt đi cho nó vui. Em hôm bữa em chơi là một bộ giáp kim cương luôn á. Được. Rồi vô nè. Rồi. Vô lấy gỗ chú ơi. Lấy gỗ chú ơi. À. Lấy gỗ. Không lấy kiếm này luôn. Anh lấy gì em lấy đi. Anh băm đây. Rồi. Nó qua kìa. Em biết, em đang qua. Ủa không lấy kiếm mà. Giờ đâu có lấy kiếm đâu đúng không? Đâu lấy kiếm. Ôi, đâu chết. Mắt điểm sao rồi. Ê, nó qua kìa bác đây. Rồi. Chạy chú ơi. Sao mà bơi chậm quá vậy. Chối. Ông ơi. Chim bi cái kiểu quá trong đây quá trời luôn sao chơi. Mình phải nấp mà. Anh là EQ đục thuyền mà em. EQ. Anh thấy tên nó. Tôi là mát à. Em ơi. Cái thuyền của chim bi luôn rồi em chơi. Trời.
Anh nấp ở dưới kìa. Rồi, em thấy rồi. Bác kìa, tấn công đó anh. Ôi con cá nữa kìa, what the heck. Cái gì vậy, cái gì ở đây vậy? Mày nghĩ sao mày đặt tên tên dưới nước bảo mày không có bảo. Ôi có cái bảo băng nữa kìa trời. À dưới không được tao. Dưới nước kìa. Tức quá. Ôi bãi con lắm. Ê, tự nhiên tôi lụm được quả TNT ở đâu ra là. Ơ, có gáp nữa kìa. Hay quá. Ôi, cái gì vậy trời, Jimmy đâu ra vậy? Bảo ơi, tấn công Bảo ơi. Ai Bảo ơi. Bảo bên đây anh ơi. Ôi trời. Ôi, lắc lên nổi được. Lắc lên nổi được. Đứng máy luôn. Lắc lên nổi đứng máy luôn. Nào chết ngu kìa. Từ từ em ít kêu được này rồi chối cứ dụ đó đi chối em ít kêu được này rồi no way chối em ít kêu được này rồi để em tí em sắp tới gần chỗ của nó rồi. Hỏi con nó chọi tôi kìa hỏi má ơi ôi chọi tôi trước mặt lờ luôn ơi. Ra vô ơi. Bảo ơi mày còn TNT không Bảo? Trời, ít TNT quá. Bảo núp trong tường kìa phát nè. Bảo ra nha. Nó ra nha. Bơi lên. Con ít kêu rồi. Bị cu đôi đến kêu rồi. Ê Bảo ơi Bảo. Bảo. À em thấy rồi, Em để em nhảy từ trên đầu nữa nó xuống. Kìa. Chúi em tới đây đánh nó luôn. Chiếc mập chưa? Chiếc mập chưa? Chúi làm chiếc thuyền ngay chúi. Làm chiếc thuyền crash. Mình win rồi Buran ơi. Tỷ lệ 1 nha. 3-2. Tụi mình 3. 3-2 hả? Ừ. Ok vậy là xong rồi. Tụi mình hết qua đây đi. À, mình đã xong cái tập này và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích cái series Minecraft đại chiến thuốc nổ này của tụi mình thì hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho Buran vì còn bây giờ làm ra cái map này để tìm up lớp tụi mình chơi cùng nhau. Và đừng quên subscribe cho ủng hộ cho Mark và Zeros và Jenny và những thành viên khác trong team up lớp các bạn nhé. Em có ý kiến, em có ý kiến, em có ý kiến. Bye bye. Em có ý kiến, em có ý kiến, em có ý kiến.